Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Việt Nam, tiền ít hít máy thơm. Và hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một chiếc máy rất thơm để cho các bạn có thể hít. Nó sẽ thuộc vào dạng kiểu line new như mới nhưng mà không có hộp hít gì hết. Khi mà mình mua về thì nó còn nguyên siêu cơ. Ok, thì nó sẽ có mức giá bao nhiêu? Mức giá của nó sẽ chỉ là 1.800.000 mà thôi. 1.800.000 mình đặt mua trên Shopee. Còn nếu như bạn nào muốn tham khảo thì có thể tham khảo thông qua đường link mình để phía bên dưới nhá. Và nó sẽ có những gì, thông số của nó ra sao và liệu nó có làm cho các bạn ấn tượng được hay không? Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ luôn. Thứ nhất, đó là về màn hình của nó đi. Màn hình khá là nhỏ và cũng như là thiết kế của cái phần màn hình bên trên này thì nó cũng sẽ không có điểm gì đặc biệt. Nhưng cái đặc biệt của nó nằm ở chỗ, đó chính là chiếc máy sẽ có màn hình tần số quét lên tới là 120Hz. Đầu tiên khi mà mình lướt và thấy cái chiếc máy này á thì mình có nghi ngờ một chút về cái tần số quét màn hình của nó. Tại sao 1.800.000, 1.900.000 mà chúng ta lại có một cái màn hình nó mượt mà đến như vậy, tần số quét cao đến như vậy? Thì mình đã đặt thử về và test thì đúng thật sự là màn hình này nó mượt. Và để biết được chính xác hơn thì mình có sử dụng một cái trang web để test thì nó ra đúng là tần số quét 120Hz. Như vậy là chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa. Khi mà vuốt nhìn những cái chuyển động của nó là mượt hơn rất nhiều so với cái màn hình 60Hz thông thường. Thế nhưng khi mà lựa chọn cái chiếc máy này có màn hình 120Hz thật, nhưng các bạn cũng sẽ phải chịu đánh đổi một chút, bởi vì là màn hình của nó sẽ chỉ có kích thước là 4.9 inch. Chúng ta sẽ có một thiết kế nó không quá đẹp ở mặt trước, vẫn có tay thỏ và bên dưới thì vẫn rất là dày. Nó không giống như hầu hết những chiếc smartphone hiện nay, cằm dưới cực kỳ là mỏng rồi, màn hình đục lỗ rồi, màn hình camera thỏ thụt, không có gì khiếm khuyết trong màn hình cả. Thì đấy là những thứ mà các bạn sẽ phải chấp nhận. Nhưng dù sao đi nữa thì mức giá của nó cũng đã đánh chết tất cả những cái thứ khác mà các bạn phải chịu đựng rồi. Chỉ là có dưới 2 triệu mà thôi. Ngoài cái màn hình ra thì chiếc máy này chúng ta cũng sẽ có thiết kế với build khung viền kim loại này. Mặt lưng nó sẽ chỉ là nhựa mà thôi. Camera sau trên chiếc máy này thì cũng sẽ chỉ là camera đơn với những cái chế độ chụp thông thường. Chụp thủ công cũng có và chúng ta cũng sẽ có quay video Full HD các thứ. Nhưng mà nó sẽ không có cho các bạn đấy là khả năng chụp hình xóa phông bằng cam sau. Có một thứ mà có lẽ các bạn cũng sẽ quan tâm nhiều trên cái chiếc máy này, đấy là cấu hình của nó ra sao. Khi mà màn hình của nó đã mượt rồi, đã tốt rồi thì cấu hình của nó có đủ đáp ứng chơi game hay không? Thì mình phải nói đấy là nó quá tốt để cho các bạn chơi game. Nó quá tốt ở trong cái phân khúc 1.800.000, 1.900.000 thôi nhá, chứ không phải là nó quá tốt so với những chiếc máy 6, 7 hay 8 triệu khác. Thì chiếc máy này sẽ được trang bị con chip Snapdragon 660, các bạn sẽ có 3GB. Con chip này ở thời điểm hiện tại thì nó cũng ra mắt được đâu đó khoảng tầm 2-3 năm rồi. Nó không còn quá mạnh mẽ, nó không còn quá pro, không còn quá bá đạo như cái thời gian mà nó ra mắt nữa. Nhưng ở thời điểm này nó vẫn có thể đáp ứng tốt cho các bạn những cái trải nghiệm khi mà chơi lên con mobile, vẫn có thể max setting, hay là các bạn vẫn có thể chơi được PUBG Mobile với cái FPS ở mức khoảng tầm là 30fps, tức là FPS cao á. Nói chung rằng là với cái setting như vậy, với cái trải nghiệm game như vậy thì nó cũng đã đủ ổn ở cái phân khúc tầm giá 1.800.000 này rồi. Không biết là các bạn có thắc mắc gì, các bạn có phàn nàn gì ở cái phân khúc giá của nó hay không với cấu hình như thế này. Còn lại những thứ khác thì mình cũng chẳng còn gì để có thể bàn tán nữa. Thậm chí nó còn mang lại cho các bạn khả năng kháng nước khá bơ bẩn IPX8, tức là một trong những cái khả năng kháng nước cũng khá là tốt. Nhưng mà mình khuyên các bạn đừng lạm dụng và đem đi nhúng nước. Hãy sử dụng nó giống như một tính năng để phòng trừ trường hợp khi mà bạn đang đi nhưng may trời mưa hay là không may làm rơi xuống nước thì chiếc máy nó cũng sẽ đảm bảo được cho các bạn là nó không chết mà thôi. Thế nên các bạn sẽ lưu ý ở điểm này nhá. Chúng ta sẽ có một cái khay SIM ở bên cạnh này và cách để rút ra của nó cũng rất là dễ, không cần đến que chọc. Nói chung rằng là tháo cái này ra thì rất là đơn giản. Và nó cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn đấy là sạc nhanh Quick Charge 3.0 thông qua cổng USB-C đấy. Còn các bạn thấy sao về chiếc sạc Aquos R Compact này? Xin comment để lại ý kiến các bạn phía bên dưới phần luận của video. Video của mình thì dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy rich đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Từ Việt Nam. Nói chung rằng là với phân khúc này có màn hình 120Hz và chip Snapdragon 660 quá ngon. Xin chào và gặp lại bạn trong những video lần sau.